Việt Nam là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Tất cả sự thay đổi về chính sách, biến động về cung cầu và khuynh hướng giá cả của các quốc gia đều ảnh hưởng trực tiếp đến ngành gạo Việt Nam. Do đó, cần có chiến lược xúc tiến thương mại cho ngành hàng này. Đây là nhận định của các đại biểu tại hội nghị đánh giá tình hình xuất khẩu và định hướng công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường gạo năm 2024 được Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 29 tháng 2. Kim ngạch xuất khẩu gạo tháng 1 năm 2024 đã đạt 362 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, dự báo giá gạo sẽ còn tăng. Thị trường gạo dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt vào đầu năm do các hạn chế xuất khẩu đang diễn ra của Ấn Độ. Sự khởi đầu của El Nino đã làm tăng thêm mối lo ngại về nguồn cung. Như vậy, cơ hội là rất lớn cho ngành gạo và doanh nghiệp Việt Nam. Song ở các thị trường xuất khẩu truyền thống như Indonesia, Philippines vẫn cần cân nhắc về mặt hàng. Cần đa dạng các mặt hàng xuất khẩu, không chỉ quá tập trung vào các sản phẩm gạo có cái chất lượng cao phục vụ cho người có thu nhập cao, người giàu, mà cũng cân nhắc lại để có thể thu gom, có thể là khuyến khích người nông dân trồng những loại có thể là có chất lượng thấp hơn nhưng nó lại phù hợp với người tiêu dùng. Những đề nghị của các địa phương về việc thiết lập kênh thông tin nhanh về nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước, qua đó thông tin đến các doanh nghiệp để chủ động về giá trong đàm phán xuất khẩu ở thời điểm và cả hợp đồng tương lai. Bộ Công Thương cho biết sẽ lên kế hoạch cụ thể. Đứng về góc độ xúc tiến thương mại thì trong năm 2024 thì xét trên cái nhu cầu của các địa phương cũng như là các cái thương vụ ở các thị trường sở tại thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi với lại Cục Xuất khẩu, các vụ thị trường ngoài nước sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến xuất khẩu gạo cho những thị trường cần thiết, một cách phù hợp với nhu cầu của mỗi thị trường và với từng địa phương. Đại diện các thương vụ cũng kiến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam cần tiếp tục phối hợp tốt với Bộ Công Thương và các cơ quan để triển khai các chương trình xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm gạo của Việt Nam.